Độc Lạ An Giang, quán bánh xèo chỉ bán duy nhất một ngày trong năm, một bánh 25k đầy đủ topping, nhìn rất là ngon. Xin mời cô chú anh chị các bạn cùng xem video buổi trưa ngày hôm nay ạ. Cô ơi, bữa nay mùng 5 bán bánh xèo không kịp phải không? Dạ. Dạ. Bà Hải được lên tiền gì vậy? Được lên sớm rồi. Nè, con dèo cái ngon nè, đậu xanh rồi ngon cái người kia nó rất là ngon. Cô ngày thường con không thấy bán cô? À, ngày thường mua bán. Dạ, ngày thường mua bán. À. Mùng năm mới lên bán thì rồi nó bán làm gì? À, mùng năm mới bán thôi. À, mùng ngày thường bán món khác ha. Hôm nay là mùng năm là đổ bánh xèo bán. À. Ngày thường bán xanh xa bánh lọ. Trời ơi, dính dĩa no luôn rồi. Dạ, dạ, dạ. Cái gì này, cái gì này? 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 Đây nè. Trời ơi, bên đây rồi kiếm kia không hả? Đây có giá nè. Giá sẵn. Có tôm. Hai cái có bánh nhiều mà nhiều tôm với cô. Ờ, bánh 25.000 cân. Ôi ơi. Nhiều tôm quá vậy. Chán được hả cô? Được. Chứ đưa con vô chán là cái bánh đẹp lắm à. Ở trên đó chị hả? Dạ. Này đổ bếp ga nha các bạn. Hồi sáng ở đây nhiều có mưa phải không cô? Có mưa. Sáng sớm là mưa. Có hết luôn mấy chú. Lên lên mình đớp một không lắm, mình đớp. Dạ rồi. Ăn món nhiều cho bà giàu ăn mất, bà thái mất cũng nhiều. Mua bánh nè cô.
quá là không kịp rồi. Rồi ăn chặt cô à. Rồi. Yeah.